Các bạn ơi, mình đã được 500 subscribe. Mình rất vui mừng vì điều đó. Mình rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Và để đánh dấu cột mốc 500 subscribe này, mình đã tự mua tặng thưởng cho bản thân để giúp cho mình ngày càng cố gắng hơn, đó là một chậu hoa. Đây là một chậu cây kiểng, tên của nó là cây cẩm nhung, còn được gọi là chậu lá may mắn. Nuba mình sẽ cố gắng làm thêm nhiều video clip mang nhiều ý nghĩa cũng như là chia sẻ những cái kinh nghiệm vốn có của mình và những cái niềm vui trong cuộc sống hàng ngày đến với mọi người. Bạn thấy con chó không? Nó cứ nhảy 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 khi mà mình tháo ra cái chậu hoa. Cái loại cỏ này thì sẽ ý nghĩa của nó là đem đến sự may mắn cũng như là rất là dễ chăm sóc. Định chụp một tấm hình để mà quay clip á, để khoe với mấy bạn về chậu hoa cũng như là báo với bạn được 500 subscribe, các bạn mừng với mình á. Mà cái lũ tiểu yêu quái này nó cứ đi vòng 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 xung quanh hoài luôn. Miu 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 không? Miu không? Mình sẽ đặt chậu cỏ may mắn này nằm ở trong một cái góc tường ha. Cảm ơn các bạn đã cùng theo dõi cũng như là ủng hộ mình. Nhân dịp Tết đến xuân về thì mình chúc gia đình các bạn sẽ gặp được nhiều may mắn. Bản thân của các bạn thì cũng may mắn và thành công trong những dự định của bản thân. Và cùng nhau có một cái Tết 2021 thật là hạnh phúc, bình yên và an toàn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.